Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, số lượng các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền đã tăng vọt 20% so với quý trước. Đáng chú ý, tỷ lệ máy tính ICS bị ảnh hưởng bởi ransomware đã tăng gấp 1,2 lần. Bên cạnh mã độc tống tiền, phần mềm gián điệp cũng đang trở thành mối đe dọa dai dẳng. Tỷ lệ máy tính ICS bị ảnh hưởng bởi phần mềm gián điệp đã tăng từ 3,90% lên 4,08% trong quý 2 năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh rằng các loại phần mềm gián điệp luôn hiện diện khắp mọi nơi bao gồm các lỗ hổng truy cập trái phép. Phần mềm theo dõi thao tác bàn phím và mã độc ngụy trang thường được sử dụng để đánh cắp dữ liệu và tạo điều kiện cho những cuộc tấn công khác như tống tiền. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tội phạm mạng đang không ngừng đổi mới kỹ thuật tấn công. Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng của kỹ thuật tấn công fileless, trong đó mã độc được chạy trực tiếp trong bộ nhớ của hệ thống, khiến việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Nhìn chung, báo cáo của Kaspersky là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng hệ thống điều khiển công nghiệp trong thời đại số hóa việc bảo vệ an ninh mạng không chỉ là vấn đề của riêng bộ phận it mà còn là trách nhiệm của toàn bộ tổ chức chỉ khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và có biện pháp phòng ngừa kịp thời các doanh nghiệp mới có thể bảo vệ được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trước những mối đe dọa ngày càng tinh vi từ không gian mạng